Hello anh chị mình nha, cả nhà mình nha. Chiều hôm nay em Linh Vespa sẽ về quá trời xe luôn nha. Về quá trời xe Vespa luôn nè. Đó, quá trời luôn, đủ các loại xe luôn nha. Đó. Giờ sẽ quay lên cho anh chị mình coi nha. Đủ các mức giá luôn, từ ba mấy triệu, bốn mấy triệu, năm mấy triệu, sáu mấy triệu nha. 2014 cho đến 2020. Đủ các màu luôn, đen, đỏ, trắng, xanh, vàng gì nhiều lắm nha, đủ đủ luôn. Để quay góc này này là mới ở phía ngoài thôi nha, nó còn ở phía trong nhà đây nè, nó còn ở phía trong nữa kìa, phía trong một vàng nữa kìa đó. Giờ để quay lên cho cả nhà anh em coi nha. Rồi ok cả nhà mình nha, rồi bắt đầu là giờ em sẽ quay cho cả nhà coi các cái xe đang ở mé ngoài trước nha. Ngoài đi, rồi mình sẽ đi theo cái đường ở ngoài đây. Đầu tiên chiếc bạc này là Sprint 2017 nha, 50 mấy triệu thôi. Đen nhám mâm hồng 2014, 40 mấy triệu thôi nha. Này là màu ghi nhám nha, VC cũng là đời 2014, 40 mấy triệu thôi. Rồi trái vàng bên trong, vàng trong trắng xanh này là 2016 nè, 2016 này cũng là 40 mấy triệu nè. Rồi tới màu vàng này là 2018, 2018 này thì 50 mấy triệu nha. Cái bên đây là một chiếc này Primavera, đèn tròn lên đèn vuông nha. Thì chiếc này Linh bán có bao sơn màu theo màu anh chị mình thích luôn, thì chiếc này cũng chỉ là 30 mấy triệu thôi nha. Rồi tới màu xanh bên đây đó, màu xanh sporty nha, thì chiếc này là 2016 40 mấy triệu nè. Kế bên trắng mâm đồng 2014 nha, 40 mấy triệu thôi. Xi măng nó phối màu yên màu đỏ nè, mâm sporty nè, cực kỳ là đẹp luôn. Thì xi măng này thì 40 mấy triệu thôi nha, nó là đời 2015. Rồi qua đây tới màu trắng đây đi đó, màu trắng sụt ti, thì chiếc này là Primavera, đèn tròn lên đèn vuông nha, đó, có luôn led 2 tầng rồi, cực kỳ là đẹp luôn, xe còn nước sơn mới tinh luôn, 30 mấy triệu thôi nha. Rồi chiếc đỏ cherry này xe mới về 2020, xe siêu lướt luôn nha, mới đi 6.000 cây thôi, cuộc còn mới tinh này nha, đó, chắc xe siêu lướt luôn, mua xe cũ mà gặp mấy xe này thì quá trời ngon luôn rồi nha. Thì chiếc này là 60 mấy triệu thôi nha anh em. Đó, này là tổng thể dàn xe bên ngoài báo giá rồi nha. Rồi giờ mình sẽ đi tiếp vào bên trong nha anh em. Bên trong này thì sẽ cho anh em cả nhà mình coi cái dàn siêu phẩm luôn nha. Đó, quá trời xe luôn, trong đây một dàn nữa nha. Đó, dàn xe trong đây luôn. Rồi đầu tiên đây chiếc đen nhám bông hồng là đời 2021 nha, xe siêu lướt luôn, mới đi có 2.000 cây thôi. Thì chiếc này là 60 mấy triệu rồi nha. TFT, xe này thì Vespa Spring 2015 xe độ nha, máy úp 150 zin, vặn là bao bay luôn, có nhiều đèn đồ chơi lắm nha, để bật chìa khóa nó lên cho có nhiều thôi. Rồi ok, nó có nhiều đèn nè, một sơn cũng rất là đẹp, mâm cũng là mâm độ rồi nha. Đó, máy thì là máy 150, có lên sẵn cái đồng hồ TFT luôn nha. Cái nút đẹp, phía dàn đuôi nè, rồi chơi dàn đuôi. Rồi thì chiếc này Linh đang bán 80 mấy triệu thôi, có hẳn giá cho anh em luôn là 86 triệu nha. Nó 86 triệu là sở hữu được em nói rồi nha. Rồi quay xuống nhà phía sau đây, đen nhám 2017 nha, đã lên full option xe 2023 luôn rồi, giờ nhìn giống như xe 2023 rồi chứ không phải là xe 2017 nữa. Thì chiếc này là 50 mấy triệu thôi nha. Cái bên đỏ cherry, chiếc này là 2020, xe này thì xe lướt luôn nha anh em, mới đi có 5.000 cây thôi. Thì chiếc này cũng bán 60 mấy triệu nha anh em, 6 mấy triệu nhỏ xíu rồi chứ không phải là 60 triệu lớn nha. Rồi tiếp tục tới cái dàn xe bên đây nha cả nhà mình. Rồi đầu tiên đây chiếc hồng pastel, hồng cực kỳ là đẹp luôn nha, hồng phấn á. Ồ, chiếc này là đời 27, 50 mấy triệu rồi nha. Rồi qua tới chiếc màu vàng này là đời 2020 nha, xe siêu lướt luôn,
mới đi chắc 5-6 ngàn cây thôi cả nhà, xe vỏ đâu còn như mới nha. Thì xe này là 60 mấy triệu nè. Qua bên đây này, màu bạc viền xanh nha, cực kỳ là đẹp luôn. Thì chiếc này cũng là 50 mấy triệu thôi nha. Rồi bên đây đen bóng mâm đồng nha, đen bóng mâm đồng này là đời 2015 mâm đồng nha. Đó, 40 mấy triệu thôi nha cả nhà. Rồi chiếc này hơi cọc cọc xíu nè, đời 2015 nhưng mà mới đi có 2 ngàn cây thôi, xe lướt gần như là chiếc xe mới luôn nha, mà đời 2015 nha, mới đi có 2 ngàn cây thôi. Thì chiếc này hơi cao xíu, báo giá trực tiếp cho cả nhà mình luôn là 48 triệu nha, 48 triệu 500. Rồi qua đây chiếc màu xanh, xanh chuối nha, chiếc này là đời 2015 thì chiếc này cũng là 40 mấy triệu thôi nha cả nhà. Đó, đây là bên trong, nhà xe bên trong nha. Đó rồi, ok, thì báo giá xong xuôi nha. Cả nhà mình thích chiếc xe nào thì cứ alo số điện thoại nha, thì link có để phần mô tả, hoặc là nhắn tin Zalo có để số điện thoại ở phần mô tả luôn, thì inbox thì em Linh tư vấn cho cả nhà mình nha.